Này thiện nam tử, đối với sắc ngươi chớ sanh tham ái, đối với thọ tưởng hành thức cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì sắc thọ tưởng hành thức chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với nhãn xứ ngươi chớ sanh tham ái, đối với nhĩ tĩ thể thân ý xứ cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì nhãn nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng phải là Pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không. Này thiện nam tử, đối với sắc xứ ngươi chớ sanh tham ái, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì sắc thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với nhãn giới ngươi chớ sanh tham ái, đối với sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì nhãn giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với nhĩ giới ngươi chớ sanh tham ái đối với thanh giới nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra cũng chớ sanh tham ái vì sao vì nhĩ giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là pháp có thể tham ái vì sao vì tự tánh của tất cả pháp là không này thiện nam tử đối với tĩ giới ngươi chớ sanh tham ái đối với hương giới tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì tỷ giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với thiệt giới ngươi chớ sanh tham ái. Đối với vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì thiệt giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra, chẳng phải là Pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không. Này thiện nam tử, đối với thân giới ngươi chớ sanh tham ái, đối với xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì thân giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả pháp là không. Này thiện nam tử, đối với ý giới ngươi chớ sanh tham ái, đối với pháp giới ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra cũng chớ sanh tham ái. Vì sao? Vì ý giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải là Pháp có thể tham ái. Vì sao? Vì tự tánh của tất cả Pháp là không.